Thưa quý vị và các bạn, tại Hải Phòng, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã phối hợp với Sở Công Thương Hải Phòng tổ chức Hội nghị Xúc tiến Thương mại các tỉnh, thành phố phía Bắc nhằm tổng kết công tác năm 2014 và triển khai hoạt động xúc tiến thương mại năm 2015 và những năm tiếp theo. Trong năm 2014, các trung tâm xúc tiến thương mại trong cả nước đã tổ chức hơn 1.200 chương trình xúc tiến thương mại, thu hút hơn 76.000 lượt doanh nghiệp tham gia. Trong đó, các trung tâm xúc tiến thương mại các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ đã thực hiện 492 chương trình xúc tiến thương mại. Có thể nói, trong năm 2014, hoạt động xúc tiến thương mại được đẩy mạnh và sôi động nhất từ trước đến nay, với các hình thức chủ yếu là tổ chức tham gia hội chợ triển lãm thương mại trong và ngoài nước, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, hải đảo, đào tạo tập huấn nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, khảo sát nghiên cứu thị trường trong nước và nước ngoài, kết nối giao thương, tổ chức các nhà nhập khẩu đến địa phương mua hàng, hội nghị xúc tiến thương mại về tiêu thụ hàng nông sản, hoạt động kết nối cung cầu giữa các doanh nghiệp và các địa phương. Chương trình xúc tiến mại quốc gia đóng một cái vai trò quan trọng thì cũng đã có cái tác động hết sức quan trọng đối với cái hoạt động đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại miền núi, biên giới và hải đảo, và qua đó thì góp phần phát triển kinh tế đất nước, ổn định chính trị xã hội. Thì ngay năm 2014 vừa qua thì các cái hoạt động xúc tiến thương mại như vậy đã tăng là 20% so với năm 2013, và cái chất lượng của các cái hoạt động thì cũng đã từng bước được nâng cao. Và một những cái điểm mà tôi nghĩ rằng rất là quan trọng đó là cái sự liên kết giữa các cái đơn vị xúc tiến thương mại với nhau, rồi với cả các cái cơ quan bộ ngành địa phương có liên quan, và đặc biệt là dựa trên cái sự đề xuất và cũng như cái sự cần thiết của các hoạt động xúc tiến thương mại thông qua là các cái doanh nghiệp. Năm 2014, các hoạt động xúc tiến thương mại đã được các trung tâm xúc tiến thương mại các tỉnh thành phía Bắc và Bắc Trung Bộ thực hiện chú trọng hơn cả về nội dung và hình thức. Hoạt động xúc tiến thương mại thông qua tổ chức tham gia hội chợ triển lãm vẫn là hình thức được lựa chọn nhiều nhất đối với các trung tâm xúc tiến thương mại địa phương và doanh nghiệp, chiếm 51,63%. Tiếp theo là xúc tiến thương mại phát triển thị trường nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo thông qua việc tổ chức các phiên chợ hàng Việt, chiếm 22,36%, hoạt động khảo sát thị trường trong và ngoài nước, chiếm 8,54%, và hoạt động đào tạo chiếm 8,33% trong tổng số hoạt động xúc tiến thương mại được triển khai trong năm 2014. Được sự hỗ trợ giúp đỡ của Bộ Công Thương, trực tiếp là Cục Xúc tiến Thương mại thông qua chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, thì chúng tôi được tổ chức được trên 15 cái cuộc phiên chợ hàng Việt về miền núi là chủ yếu. Thì cái hoạt động của các phiên chợ rất là có hiệu quả, bà con nhân dân hưởng ứng và các hàng hóa đưa lên cung cấp cho miền núi để đáp ứng được phần nào cái nhu cầu của nhân dân, và cũng là một mặt thì quảng bá được các thương hiệu Việt. Tại hội nghị xúc tiến thương mại các tỉnh thành phố phía Bắc, các đại biểu đã trao đổi những vấn đề thiết thực, chia sẻ các kinh nghiệm trong việc tổ chức hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, trao đổi ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động xúc tiến thương mại giữa các địa phương, kinh nghiệm tổ chức các hoạt động kết nối xúc tiến thương mại tiêu thụ nông sản, liên kết xúc tiến thương mại, hỗ trợ hoạt động xuất khẩu các sản phẩm của địa phương, phối hợp hoạt động xúc tiến thương mại của các địa phương và các hiệp hội. Thì thông qua cái hội nghị này thì chúng tôi có một số kiến nghị. Thứ nhất là đối với các cái để làm sao kết nối tốt được. Thứ nhất là để kết nối tốt với giữa các nhà sản xuất cũng như các nhà cung cấp, thì chúng tôi có đề xuất là thành lập các cơ sở dữ liệu của các nhà cung cấp Việt Nam cũng như các nhà phân phối và bán lẻ Việt Nam để chúng ta dễ dàng kết nối thông tin. Đấy, cái thứ hai tức là chúng tôi cũng kêu gọi cái việc là thúc đẩy tạo ra các sản phẩm tốt ở các địa phương để không những tiêu dùng nội địa mà phải xúc tiến ra nước ngoài. Cái thứ ba tức là chúng tôi cũng đề xuất là làm sao đấy là các cái đội ngũ mà làm công tác thương mại xúc tiến thương mại là phải rất chuyên nghiệp và rất quốc tế hóa, và người ta rất có tâm để người ta gắn được giữa cái giao dịch giữa các cái hoạt động cũng như chấp nối được các hoạt động thương mại một cách hiệu quả hơn. Năm 2015, các tỉnh phía Bắc đã có 85 đề án thuộc chương trình xúc tiến thương mại quốc gia với tổng kinh phí 21,46 tỷ đồng. Vì vậy, Cục Xúc tiến Thương mại yêu cầu các địa phương xây dựng cơ chế chính sách xúc tiến thương mại, triển khai thực hiện các đề án, bảo đảm tiến độ và chất lượng, đồng thời tăng cường hơn nữa công tác xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp. Có thể nói, mặc dù công tác xúc tiến thương mại thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn tồn tại,
nhưng không thể phủ nhận những đóng góp tích cực của các trung tâm xúc tiến thương mại, khu vực phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung đối với sự phát triển kinh tế của đất nước, góp phần ổn định sản xuất trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu.